Hello, xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đến với chúng mình Way to Your Showbiz. Thời gian gần đây, sự phát triển của điện ảnh Việt kéo theo sự xuất hiện của nhiều gương mặt triển vọng, đặc biệt là các nữ diễn viên trẻ. Ngoài điểm mạnh về ngoại hình, họ còn truyền tải tốt và làm nổi bật lên nhân vật trong phim, qua đó cho thấy sự nghiêm túc và say mê, sẵn sàng hy sinh và dấn thân cho sự nghiệp. Những lứa diễn viên này được xem như những tầng lớp kế thừa sáng giá từ thế hệ tiền bối, mở ra một tương lai mới cho điện ảnh nước nhà, hay xa hơn là hướng đến thị trường quốc tế. Ngay bây giờ, hãy cùng với Way to Weird Showbiz điểm qua những bông hoa tiềm năng trong thị trường điện ảnh Việt Nam. Những diễn viên được đề cập trong video này là những nữ nghệ sĩ đã được đánh giá cao bởi giới phê bình và người hâm mộ, hoặc có những sự tiến bộ nhất định qua từng dự án mà họ tham gia. Còn bây giờ thì, let's go! Katie Nguyễn, từ cô gái kẹo ngọt đến gái già trưởng thành. Katie Nguyễn là một trong những cái tên được nhắc đến và có độ phủ sóng qua các bộ phim nhiều nhất trong khoảng thời gian gần đây, nổi lên từ những clip hát nhép của ca sĩ nổi tiếng và những clip chia sẻ những bí quyết làm đẹp. Ngẫu nhiên sau một thời gian ngắn, cô lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất phim Em Chưa 18, chọn mặt gửi vàng vào trong vai chính của bộ phim. Với Katie thì đó là một cơ duyên với cô gái chưa tròn 18 tuổi, khi đó với màn thể hiện ở mức tròn vai nhưng lại gây ấn tượng mạnh với khán giả. Khi bộ phim Em Chưa 18 đạt kỷ lục trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại, đồng thời đạt nhiều giải thưởng danh giá, trong đó nổi bật có thể kể đến như giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 vào năm 2017. Riêng với Katie Nguyễn, nhân vật Donny đóng giày Linh Đan đã giúp cô giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc. Với thành công nhanh chóng từ dự án đầu tay này thì cô không vội vàng chạy theo danh vọng mà dành thời gian để học diễn xuất nhằm hoàn thiện bản thân tốt hơn cho những lần xuất hiện tiếp theo. Sau một thời gian dài vắng bóng, Katie Nguyễn trở lại màn bạc với hình ảnh một cô con gái tinh nghịch đáng yêu trong Hồn Papa Ra Con Gái cùng với ông vua phòng vé Thái Hòa. Với cách diễn dí dỏm đã giúp cô thổi hồn vào nhân vật một cách dễ dàng khi phải hóa thân không chỉ một mà hai tính cách trong phim. Đến năm 2020, Katie thoát khỏi hình tượng nữ sinh để vào vai hình tượng một người phụ nữ trưởng thành trong Tiệc Trăng Máu. Trong phim, cô hóa thân vào vai một bác sĩ thú y trẻ trung xinh đẹp, giỏi giang và độc lập. Cô mang vào vai diễn của mình sự tinh quái thông minh, vừa đôi chút ngây thơ và mưu tính đủ để giúp vai diễn của cô không bị quá lu mờ so với các diễn viên tên tuổi khác trong phim như Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Thu Trang, Thái Hòa hay Đức Thịnh. Vai diễn này được coi là bước ngoặt trong diễn xuất của Katie qua thành công của bộ phim với doanh thu trăm tỷ đã thể hiện cô là nữ diễn viên trẻ có năng lực. Sau đó với vai Lý Linh trong Gái Già Lắm Chiêu Năm đã hoàn toàn thay đổi phong cách ăn mặc diễn xuất và tâm lý nhân vật để thể hiện đúng tinh thần gái già của bộ phim. Điều này đã giúp cô lột xác về ngoại hình cũng như diễn xuất khi được diễn chung cùng các nghệ sĩ gạo cội khác như nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh hay nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cùng nhiều tên tuổi nổi tiếng khác. Với dự án phim điện ảnh mới nhất hợp tác với đạo diễn Victor Vũ mang tên Người Vợ Cuối Cùng, trong poster phim chỉ tập trung vào duy nhất nữ diễn viên Katie Nguyễn trong phục trang Việt Nam thời xưa đang ngồi một mình trong ánh nhìn cô đơn, u uất, hứa hẹn mang đến cho khán giả một làn gió mới trong diễn xuất của cô. Có thể nói với việc nghiên cứu kịch bản kỹ lưỡng và luôn biết cách tạo sự đột phá cho bản thân qua từng vai diễn, cộng hưởng với tài năng sẵn có, thái độ làm nghề nghiêm túc, hứa hẹn một tương lai phát triển vượt bậc trên con đường nghệ thuật thứ 7. Lâm Thanh Mỹ, Viên Ngọc Thô trong điện ảnh Việt. Được coi là một trong những diễn viên trẻ triển vọng của điện ảnh Việt, Lâm Thanh Mỹ đã có trong tay hàng loạt vai diễn điện ảnh nổi bật. Sở hữu gương mặt trắng trẻo, khuôn mặt dễ thương đã giúp cô bé trở thành ngôi sao nhí trong hàng chục TVC quảng cáo và từ đó giúp cô bé lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh khi mới 6 tuổi. Sau hai vai diễn nhỏ trong Âm Mưu Dài Gót Nhọn và Cô Dâu Đại Chiến 2, Đoạt Hồn là phim điện ảnh thứ 3, cũng là vai diễn đầu tiên cô được vào vai chính. Với nhân vật Ái trong phim bị quỷ đoạt hồn sau khi chết đuối hụt đã gây ấn tượng mạnh với khán giả khi bộ phim ra rạp. Đôi mắt vô hồn, ánh mắt trống rỗng đã gây ám ảnh cho nhiều người. Cái tên Lâm Thanh Mỹ bắt đầu được quan tâm từ đó. Cô bắt đầu tham gia nhiều dự án phim khác nhau. Năm 10 tuổi, cô bé tiếp tục gây bão với hình ảnh trong trẻo thơ ngây của cô bé Mận trong bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của đạo diễn Victor Vũ vào năm 2015. Nét thơ ngây trong sáng và khả năng diễn xuất tự nhiên của Thanh Mỹ ở vai Mận đã góp phần mang đến thành công rực rỡ của bộ phim. Mặc dù không có quá nhiều trường đoạn nội tâm phức tạp, song Lâm Thanh Mỹ đã chinh phục được khán giả bằng gương mặt biểu cảm, lối diễn xuất mượt mà, diễn như không diễn, với tràn đầy xúc cảm. Và gần đây nhất, nữ diễn viên trẻ cũng từng bước ghi điểm khi tham gia hai vai diễn trong hai dự án thuộc hai thể loại khác biệt là Bóng Đè và Nghề Siêu Dễ. Với vai diễn Bé My, con gái ông Thái do Hứa Vĩ Văn đóng,
Lâm Thanh Mỹ đã chứng minh mình là ngọc nữ mới, chứng minh được tài năng diễn xuất của mình đã thoát mác sau nhí, chứng minh sự trưởng thành từ diễn xuất đến nhan sắc xinh đẹp đúng chuẩn ngọc nữ trong phim. Tuy hiện tại được đánh giá là viên ngọc quý có thể vượt sáng trong nghề, thế nhưng nữ diễn viên sinh năm 2005 lại muốn theo đuổi một ngành học khác không liên quan đến nghệ thuật. Thay vì chạy theo ánh hào quang ở thời điểm hiện tại mà quên phát triển bản thân, Lâm Thanh Mỹ lại chọn cân bằng giữa nghệ thuật và học tập, để bản thân vừa có thể theo đuổi đam mê, vừa có thể trau dồi tri thức. Với tư duy vô cùng trưởng thành khi còn nhỏ tuổi, trong tương lai, diễn viên sinh năm 2005 này sẽ có thể trở thành ngọc nữ tiếp theo của màn ảnh Việt. Thanh Tú, nàng thơ hụt của điện ảnh Việt. Nếu ai đã từng biết đến diễn viên Kiều Trinh, nữ diễn viên từng góp mặt vào các bộ phim truyền hình và điện ảnh như Rừng Đen, Mùa Len Châu, thì sẽ không ai xa lạ với diễn viên Thanh Tú, con gái đầu lòng của nữ diễn viên Kiều Trinh. Với không ít công chúng, Thanh Tú là một gương mặt điện ảnh mới mẻ, với khuôn mặt xinh xắn và nụ cười tỏa nắng, nên việc được tham gia vào nhiều dự án nghệ thuật là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, không bị bó buộc bởi ngoại hình, cô còn thể hiện khả năng diễn xuất của mình qua nhiều dự án nghệ thuật. Từng là nữ chính trong MV Duyên Mình Lỡ của ca sĩ Hương Tràm, cô được nhớ đến không chỉ bởi gương mặt đậm chất điện ảnh mà cùng với sự nhiệt tình lăng xả với nghề. Với bộ phim đầu tay của cô, Dịu Dàng của đạo diễn Lê Văn Kiệt, với lý do đơn thuần chỉ là kiếm tiền giúp mẹ. Từ sự cố gắng của vai diễn đầu tiên, cô liên tục góp mặt trong các dự án phim điện ảnh khác như Song Lang, Những Tháng Năm Rực Rỡ hay tiêu biểu nhất là bộ phim Người Bất Tử do đạo diễn Victor Vũ cầm trịch. Với Thanh Tú, nhân vật Duyên là một vai diễn chứa đựng những nỗi niềm mà hiếm cô gái nào ở tuổi Tú có thể trải nghiệm. Nỗi đau mất chồng, sự ruồng bỏ của cộng đồng nơi cô sống và sự cô cút một mình chống chọi với tự nhiên. Duyên thường xuyên cô đơn, tủi thân, lẫn bao nỗi oan khuất chất chứa không có ai để chia sẻ. Với nhân vật nhiều lớp nội tâm như Duyên, thể hiện tròn vai đã là một thử thách không nhỏ. Nhưng với sự hướng dẫn tận tình của mẹ, của đạo diễn Victor Vũ, Thanh Tú đã thể hiện cực kỳ xuất sắc và nhập tâm vào nhân vật, đến nỗi theo cô chia sẻ, dù đã kết thúc bộ phim, thế nhưng cô vẫn không thể thoát ra khỏi vai diễn và thỉnh thoảng còn bị ảnh hưởng bởi tính cách của nhân vật Duyên. Sự nhập tâm một cách xuất sắc đã để lại cho cô nhiều lời khen có cánh từ giới chuyên môn cho đến khán giả. Dù mới xuất hiện với gia tài đầu tay là một vài bộ phim điện ảnh, với sự trưởng thành qua từng bộ phim cho thấy Thanh Tú luôn nghiền ngẫm, nghiêm túc với nghề khi sẵn sàng thử sức với nhiều kiểu vai diễn khác nhau. Cô chinh phục khán giả với lối diễn tuyệt vời, vượt xa kỳ vọng. Thanh Tú được hết lời khen ngợi là nàng thơ mới trong tương lai của điện ảnh Việt. Với việc tạm dừng rời sang nghệ thuật để tập trung cho sự nghiệp cá nhân, gây nuối tiếc không nhỏ trong khán giả về tương lai của một nàng thơ trong điện ảnh Việt. Hy vọng trong tương lai, Thanh Tú sẽ cân nhắc về việc tái xuất với con đường nghệ thuật để tài năng của cô được tỏa sáng. Khả Ngân, từ diễn viên mặt đơ đến nữ diễn viên giành giải Cánh Diều Vàng. Khả Ngân là một cái tên có thể gây tranh cãi khi được đưa vào danh sách những nữ diễn viên trẻ triển vọng. Nổi lên từ danh xưng Hot Girl Boxing, với khuôn mặt xinh xắn, nụ cười khả ái, giúp cô nhanh chóng bước chân vào ngành giải trí và nhanh chóng góp mặt trong nhiều MV, đóng quảng cáo, làm mẫu ảnh. Sau đó cô chuyển hướng sang điện ảnh và tham gia một loạt các dự án như Cao Thủ Ẩn Danh, 100 Ngày Bên Em, Lật Mặt 2. Tuy nhiên không để lại mấy ấn tượng với khán giả, với diễn xuất nhạt nhòa. Không bỏ cuộc, cô bắt đầu tiếp tục đảm nhận vai chính trong Hậu Duệ Mặt Trời, phiên bản Việt. Từ đây, cô bắt đầu được chú ý nhiều hơn từ những tranh cãi về diễn xuất mờ nhạt, không hợp vai và kém xa so với diễn viên Song Hye Kyo ở phiên bản Hàn Quốc. Đây được coi là cột mốc thăng trầm đầy khó khăn trong sự nghiệp của cô khi nhận phần lớn những bình luận nghi ngờ về diễn xuất. Im lặng một thời gian, cô ít tham gia dự án điện ảnh và sau đó lại thông báo bắc tiến để phát triển sự nghiệp của mình. Với những bước chuyển mình tích cực, Khả Ngân dần được công chúng công nhận khi vào vai Tuệ Nhi trong bộ phim truyền hình 11 tháng 5 ngày. Bộ phim trở thành một trong những bộ phim thành công nhất của VFC vào năm 2021, đồng thời qua đó giúp cô chiến thắng hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc ở lĩnh vực phim truyền hình của giải thưởng Cánh Diều Vàng. Cô vượt qua nhiều diễn viên gạo cội để đoạt giải, qua đó từng bước chứng minh được diễn xuất của mình trong lòng khán giả. Gần đây nhất với dự án phim truyền hình, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình, với những diễn xuất cá tính và bản lĩnh, dù cô vẫn cần trau chuốt về mặt đài từ. Cách thoại của cô đôi khi bị cứng và thiếu cảm xúc, nhưng so với những gì ở quá khứ thì cô đã chứng minh bản thân mình có thực lực và tiến bộ. Với sự cố gắng, càng ngày càng trau dồi thêm cho bản thân là một điều đáng quý. Thành công sẽ đến với những nỗ lực không ngừng nghỉ như Khả Ngân trên bước đường nghệ thuật. Sự phát triển của điện ảnh Việt trong khoảng thời gian gần đây không chỉ mang đến những bộ phim phong phú về đề tài, nội dung mà còn hé lộ hàng loạt những gương mặt nữ triển vọng mới, có ngoại hình, có tài năng và niềm đam mê cống hiến với nghệ thuật.
Những cái tên vừa rồi chỉ là những gương mặt nổi bật được nhắc đến ở hầu hết các dự án phim trên thị trường, và sẽ còn rất nhiều lứa diễn viên triển vọng khác với thái độ làm nghề nghiêm túc, sẵn sàng hy sinh vì vai diễn. Tuy nhiên, để các diễn viên tiếp tục tỏa sáng trên con đường nghệ thuật thì vẫn còn tùy thuộc vào tình yêu, lòng đam mê và sự kiên trì của mọi người, cũng như sự đón nhận, những nhận xét và đóng góp, góp ý từ khán giả để các mầm non diễn viên trẻ tỏa sáng không ngừng trong tương lai. Xuyên suốt video chắc chắn có thể sẽ còn thiếu sót nên hy vọng sẽ nhận được những góp ý xây dựng từ mọi người. Ngoài ra, nếu như các bạn thích video và còn bất kỳ cái tên nào thì đừng ngần ngại chia sẻ ở phía dưới phần bình luận cho chúng mình được biết với nhé. Còn bây giờ thì Way Too Weird out!